Hazard là một chiếc đầu cassette có mã là CT7000. Nó là của cái bộ Pioneer 7000 ấy. Âm ly radio rồi cassette đầy đủ. Ở đây tôi có thớt này bán riêng. Bán giá 2 triệu đồng các bạn nhá. Hàng còn đẹp mê ly luôn, góc cạnh gần như mới cứng luôn. Nước sơn bên trên gần như mới cứng luôn. Không sứt mẻ chỗ nào. Đèn tia. Bác nào có con âm ly này thì mua về đặt cùng. Rất đẹp luôn. Thu phát rất mượt mà luôn. Tiếng hay. Bằng quay rất ngọt ngào. Đặc biệt cái mẫu này nó có luôn dây cho các bác cắm luôn. Nên là khỏi phải mua dây AV làm gì nữa. Đây là dây này là để vớt sang một cái đầu đĩa khác để lấy tín hiệu và ghi âm hoặc là vớt nhạc. Còn đây là dây tín hiệu xuống âm ly. Play là dây xuống tín hiệu âm ly. 100V 15W. Có dây tín hiệu rất tiện. Hàng bãi nguyên zin 100%. Nắp kia vỏ còn quá mới luôn. Đây chỗ này chưa lau chùi sạch nhưng còn nước sơn còn như mới cứng luôn. Xin nhắc lại giá 2 triệu đồng. Ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển nếu mua chị. Tua đấy. Tua ngược lại. Con này chạy quá mượt mà luôn. Còn gì còn gì đâu. 2 triệu đồng chiếc toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển của người chị. Xin cảm ơn. Đặt cọc 1 triệu vào tài khoản là tôi gửi hàng đi.